chùa luôn, khỏi like luôn, like làm gì cho thầy không được like nào luôn, ghét chịu. Chuyên gia xem chùa đã tới rồi đây mọi người ơi, hả? Mình xem chùa là quen rồi. Ê, hình như là cái thằng này chuyên gia xem chùa trên kênh của mình nè, nó không bao giờ like chứ. Ê, dám xem chùa hả? Đứng lại, mau đứng lại, trời ơi, mình xem chùa quay đi, trời đất ơi, đứng lại, đứng lại. Khoan, khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây, chia sẻ cho thầy đi. Ok rồi thầy ơi, bên này tụi em đã chuẩn bị xong rồi. Dạ đúng rồi, bên tụi em cũng đã chuẩn bị xong rồi thầy ơi. Dạ xong rồi. Rồi chuẩn bị xong hết rồi đúng không? Trời ơi hay quá mấy đứa ơi. Rồi bây giờ thầy sẽ vô trong đó, thầy chọc Huggy. Sau khi nó mà đuổi theo thầy á, thầy ra lệnh cho mấy đứa đẩy cái thùng vô nha. Nhớ đẩy cái thùng vô, đừng cho nó gượt theo thầy nha. Dạ mấy rồi. Rồi bây giờ thầy vô trong nha mấy đứa, chuẩn bị nha. Thầy la lên đó nha. Ôi đẩy đi. Dạ để em. Hey, ui, trời ơi. Trời ơi, chơi thầy ơi, lần này là thầy to rồi, anh em ơi, chơi chạy lại anh em ơi, chạy lại anh em ơi, chạy. Này, này, chạy, 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 em không cứu tôi, mấy em chạy vậy. Nữa vậy trời ơi, mẹ muốn tôi chết lắm. Cái gì mở cái nhạc đó làm chi vậy? Thấy mặt tôi chưa đủ thảm hả? Tối ngày mấy em dẫn tôi đi chơi gì đâu không à, giờ nó tè tua vậy nè. Chuyện xui rủi chắc em muốn thầy ơi. Dạ lần này để lấy công chuộc tội thì em đã tìm ra được một cái trò Bobby trên điện thoại cho thầy chơi nè thầy. Trời ơi, cái điện thoại cùi bắp đó là chơi cái game gì? Dạ hình ảnh chứ mang tính chất minh họa thôi, hồi em lấy iPhone 13 cho thầy chơi. Lần này chơi sao cho đàng hoàng á nha, tôi còn để cái mặt đẹp trai tôi ăn Tết nữa đó. Dạ thầy cứ yên tâm, tụi em ăn Tết chung với thầy mà, đẹp trai không bằng chơi mặt. Mời thầy vào game. Ta da, tiền 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 tiền. Và hôm nay tụi em sẽ cho thầy chơi Roblox. Roblox là cái game gì? Ta là Roblox. Trời, tự nhiên em Roblox, tôi không biết game gì luôn á. Rồi đặt tên thầy nữa hả? Hero Ride 10212. Trời ơi, tên dài thòn vậy. Dạ chứ mấy cái tên kia có người ta đặt hết trơn rồi thầy ơi. Sao không đặt là Hero Ride đẹp trai thanh lịch nhất vũ trụ á? Dạ người ta nói ông Hero Ride xấu quá trời, đặt cái tên đó người ta không cho. Trời ơi, game kỳ á, game kỳ thị người đẹp trai hả? Kệ thầy ơi, đặt được tên Hero Ride là may cho thầy lắm rồi đó. Bây giờ em sẽ cho thầy chơi Poppy Lightham trên điện thoại. 15 năm trước, một tai nạn thương tâm đã xảy ra tại Poppy. Tất cả mọi người đã biến mất, chỉ còn lại một manh mối duy nhất, một bông hoa. Kể từ đó, nhà máy bị bỏ hoang và mục nát. Cho đến nay, đi tìm bông hoa. Rồi, bây giờ thầy có thể trải nghiệm Poppy Lightham trên điện thoại hả thầy? Y chang luôn đó mày, thầy nhìn đi. Thầy nhìn cái công ty giống không? Thầy đừng có mua, em muốn có tiền đồ thầy mua cái này. Thầy bấm lộn xíu làm gì căng trời. Ừ, nhưng mà thầy thấy nó giống thiệt luôn á mấy đứa. Trên điện thoại mà cũng sắc nét quá ha. Rồi, sảnh nè, hình Poppy ở ngoài dài thòn vô luôn nè. Đó, có thể đổi một số chi tiết thôi, nói chung là giống 80%. Thầy cho em hỏi thầy một cái nha. Thầy chơi trên máy tính, thầy sợ cái thầy bỏ chạy đúng không? Còn thầy chơi trên điện thoại này, thầy sợ thầy làm gì thầy? À, thầy sợ hả? À, thầy sợ thầy dùng điện thoại luôn. À, thầy ơi, chuyện gì cũng từ từ thầy ơi. Điện thoại em bật chế độ máy bay chứ nó bay không có được đâu thầy ơi. Cái iPhone 13 là gia tài duy nhất cuối cùng của em luôn á thầy. Rồi, nếu mà không muốn thầy dùng điện thoại, không muốn thầy sợ thì chỉ cho thầy chơi cái này đi. Em cũng y chang này luôn, em mới tạo tài khoản Roblox này cho thầy chơi luôn á chứ em chưa tìm hiểu về cái này thầy ơi. Thầy Zombie cứ yên tâm đi, thì cái cốt truyện của trên máy tính sao thì cái này vậy thôi. Không nha, thầy thấy bối cảnh thì giống nhưng mà cái cách chơi thì khác nha. Nè mấy cái cánh cửa này nó đóng lại hết trơn rồi nè, đâu có mở ra đâu. Còn trên máy tính thì hình như nó mở ra cho chúng ta mà. Mọi người cứ để em qua phòng bảo vệ em lấy cái cánh tay cho. Em nhớ là màu hồng, xanh, vàng, đỏ. Đó, qua mở một phát một là được. Nó cánh tay nằm trong rồi kìa. Trời ơi, đơn giản. Tưởng gì khó. Đây, coi, gì vậy? Rồi, bó tay chấm tương ớt luôn rồi thầy ơi. Số này gần sao thầy? Để em đi lại kia em hát. Đây, tới cái bàn máy tính bữa em hát mà câu. Wow,
Cho nên nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Rồi lần này toan rồi thầy ơi, cái cấu truyện của người ta là màu, còn cái này là số rồi, không biết số gì đâu bấm. Lẽ gì giờ em nhập số ngày sinh của thầy vô. Em cứ yên tâm đi, ở trong kia có máy tính kìa. Nếu mà em mở được cái cửa này em vô trong kia thì em cần gì máy tính nữa thầy. Rồi giờ sao, nhập đại đi, nhập số nào cũng được, nhập đại đi. Cái này nó trên điện thoại nên nó dễ lắm, mấy đứa nhập số nào cũng được trơn á. Ngày sinh, ngày gì đó, muốn nhập gì nhập. Dạ để em thử. 1 2 3 4 5 7 1 2 3 6 4 5 7 1 4 2 3 9 9 3 4 8 7 5 6 2 3 1 5 9 4 3 2 5 5 5 1 3 1. Ôi dạ mẹ đi. Đứng ở đây bấm cho tới già luôn á thầy ơi, tới ăn Tết công gô luôn á. Ở đây có một căn phòng lạ nè thầy. Ủa, trên máy tính làm gì có căn phòng này? Manh mối, bay vô liền mấy đứa ơi. Manh mối ở trong này á, chắc chắn luôn. Trời ơi, thầy yếu mà, thầy thích ra gió quá à. Thầy sợ Hugi mà thầy đi đầu tiên không à. Ôi, căn phòng gì đây? Căn phòng này là căn phòng cất đồ của bảo vệ nè thầy ơi. Căn phòng để đồ của bảo vệ. Rồi, căn phòng trống, rồi đi ra luôn. Ê, em không chú ý gì hết trơn, em nhìn kìa, bên này nè. Đâu thầy? Đây, có một cái đâu? Chìa khóa nè, đây, đâu làm thầy? Gì chạy đâu vậy, bên này nè, ở dưới cái bàn nè. Trời ơi trời, đây nè. Guild Shop khay. Cái chìa khóa này mở chỗ Guild Shop nè. Hay quá thầy ơi, thầy tin mắt thiệt luôn á. Từ từ để em ra ngoài chỗ đó. Tưởng đâu mở mật khẩu, ai ngờ dùng chìa khóa lừa ta hả? Em bị lừa chứ gì nữa. Cái chỗ này đâu phải cái Guild Shop đâu, cái chỗ này là phòng bảo vệ mà. Trời ơi, ở cái Guild Shop ở bên này nè. Ủa, tưởng đâu chìa khóa này mở cái chỗ kia chứ. Chỗ này đúng không thầy? Thầy, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi chứ. Em đi ra chỗ khác đi, để họ tôi đá em bay lên mặt trăng bây giờ á. Cái phòng Guild Shop nó nằm bên này nè. Em có nhìn thấy tiếng Anh không? Đây nè, chữ màu vàng nè. Đó. Rồi vô chỗ mở đi. Trời ơi. Dạ em thấy rồi thầy ơi. Trời ơi, em giả bộ em trôn thầy thôi á. Này nè, bên này đúng không? Nè, cái cánh cửa này là chỉ có chìa khóa mới mở được. Ủa sao không mở được vậy thầy? Đồ ngu, đồ ăn hại. Trời ơi, tôi cạn lời với em luôn rồi đó. Mà Sương Đen ơi, em đi ra chỗ khác đi. Đây nè, cái cửa này nè ông ơi. Ông đi mở cái cửa nó sao mở được. Đây nè, đi thẳng vô, mở ra. Đó, thấy chưa? Đúng là Ma Sương Đen, ngoại trừ dọc máy tính ra thì không biết cái gì nữa hết trơn hết trời á. Ủa, vô phòng này chi thầy? Có mấy con robot nè. Chắc chắn là cái phòng này nó ẩn chứa một cái manh mối gì bên trong rồi mấy đứa ơi. Nên nó khóa lại á. Mấy đứa tìm xem xung quanh đây có cái con số gì không, để chúng ta nhập vô cái chỗ cái cửa bảo vệ. Em thấy số rồi thầy ơi, lấy điện thoại ra chuẩn bị luôn nè. 1 2 3. À, thì ra mày chọn cái chết. Thầy lưu số phụ huynh của em lại rồi đó. Có gì mai mốt thầy họp phụ huynh cái thầy điện cho phụ huynh của em luôn à. Em khỏi cần về gửi thư mời. Dạ thôi được rồi thầy ơi, để em hợp tác với thầy, em đi kiếm manh mối cho thầy nha thầy. Để em leo qua bên này. Nè, có cái cửa. Ôi, cái cửa thông gió này có manh mối thiệt nè thầy ơi, nó kêu mình nhấn vô kìa. Nhưng mà phải có cái gì mình mới chui vô được. Cái này thì nó không có dùng chìa khóa. Vậy kiếm cái cây đi mấy đứa, kiếm cái cây đập nó. 500 anh em chia ra đi kiếm cái cây đập nó anh em ơi. Trời ơi, trong công ty người ta mà thầy đi kiếm cái cây sao kiếm được thầy. Kiếm được cái cây mới gọi là đẳng cấp chứ. Đâu rồi, có cái cây nào? Đây mấy đứa ơi, có cái cây nè. Hey, cái cây đây rồi ha. Ôi, sao lụm không được. Thầy phải tìm một cái cây khác đây thầy ơi. Cái cây tôi vít thì là cái cây gì đó chứ cây này sao là... À đây thầy ơi, đây rồi. Cây Sven, cây Kubo của thầy nè. Rồi, để em. Trời, xây dựng với là phụ mình nó làm chậm lắm chứ đập phá nó nhanh lắm. Trời, đi đường đàng hoàng đi. Thầy cứ bình tĩnh, để em. Đây, một phát ăn ngay. Chiu. Ủa gì vậy? Theo cái suy luận của thầy thì cái đường ống này sẽ dẫn chúng ta thẳng đến chỗ của Bobby. Nó rất là xa nên mấy em phải chuẩn bị tinh thần nha. Đi xa lắm á chứ không phải là gần đâu. Coi chừng đụng đầu nha mấy đứa. Trời, hãy nói đi xa gì kỳ vậy? Mới đi 3 bước bể cái ống rồi. Hãy đẹp quá mà. Cái gì nói thừa tôi nữa. Trời ơi, lỡ cái này là kế hoạch của game rồi sao tôi đâu biết được đâu, tôi đi bình thường mà. Gọi phòng này phòng gì vậy ta? Cái phòng gì mà bừa bộn quá vậy thầy? Tùm lum tà la hết trơn luôn kìa. Ê mà khoan nha, dừng khoảng chừng là mười mấy giây nha mấy đứa. Ủa, căn phòng này đâu có lối thoát đâu mà sao có người gài cái cây này lại được ghê vậy? Ảo rồi đây. Ở cái này là phòng nào đây? Ủa,
Trời ơi thầy ơi, nãy mình từ bên này mình bò qua cái ống cái mình lọt tới đây cái mình bị đứt manh mối rồi thầy ơi. Gì kỳ vậy, đưa chúng ta vào. À đây manh mối đây mấy đứa ơi. New Security nè, 1957 mật khẩu đó. Rồi tới công chuyện này. 1957 đó. Tưởng đâu là bích manh mối rồi chứ. Ê, chúng ta sẽ vô trong này và lấy cái cánh tay thôi. Thật sự là trên điện thoại mà chơi vậy nó khó hơn trên máy tính đó mấy đứa ơi. Di chuyển nó cũng khó gì, cái cách chơi nó cũng khó nữa. Tìm ra manh mối là như Shinichi Conan vậy. Rồi cái này là hãy coi anh thám tử quá, 180 phút nè. Shinichi là Shinichi Kudo, còn Conan là Edogawa Conan, chứ làm gì có Si Conan. Trên máy tính thì chúng ta chỉ cần mất 5 phút để suy luận ra được mấy cái màu để mở mật khẩu rồi. Trong này mất gần 10 phút rồi đó mấy đứa. Mới lấy được cái cánh tay mở được cánh cửa thứ hai à. Hugi, để coi Hugi trong này có đẹp trai không nha. Ô, Hugi kìa, Hugi của chúng ta kìa. Hello, hello friend. Ôi, trong này lông lá hơi bị nhiều. Rồi, hay, cũng được rồi thầy ơi, Hugi trong này cũng đẹp trai nè thầy ơi. Trời ơi, làm sao mà đẹp trai bằng thầy. Để thầy coi Hugi với thầy ai cao hơn nha. Trời ơi, thầy cao hơn Hugi rồi mấy đứa ơi. Thầy để thêm hai cái thùng nữa là thầy cao hơn chắc luôn á. Trời ơi, thấy bạn Hugi rồi đúng không? Xíu bạn Hugi sẽ biến mất nữa cho coi nè. Bây giờ em sẽ test thử với cánh tay này nha thầy. Để coi, sao cánh tay này không bốc được gì chừng à. Trời ơi, cánh tay này hài hước quá. Cánh tay này không lấy được gì thầy ơi. Trời, cánh tay này chỉ để làm nhiệm vụ thôi chứ không bốc được gì nữa trơn á trời ơi ta. Đây, đây, cánh tay này nhét vô đây chắc được. Đó, rồi, cúp điện rồi. Mình cần một cái chìa khóa để mở cái cánh cửa này ra nè thầy ơi. Cái cánh cửa phòng điện. Rồi, cần chìa khóa thì cứ tìm Hugi thôi mấy đứa. Đây, Hugi đang cầm cái chìa khóa kìa. Đây, ôi, một số cái tay này bốc không được. Rồi sao leo lên đó. Ôi, ôi, đưa em chìa khóa anh ơi. Để em thầy ơi, để em thầy ơi. Trời ơi, thầy nhúng hoài tội nghiệp thầy quá. Từ từ, để em leo lên trên này em lấy cho dễ nè. Đây nè, đó. Buông tay ra bé. Bỏ tay ra bé. Bỏ tay ra. Hugi trên máy tính là vậy á, còn không biết Hugi này sao nha mấy đứa. Ôi, cái phòng điện này thiết kế cũng lạ ha, không biết bên trong như thế nào đây. Khám phá bên trong coi có gì bất ngờ không nha. Mở ra. Wow, xanh đỏ tím vàng, quá trời luôn thầy ơi. Sao nhiều trụ điện quá vậy? Cái này lại khác máy tính nữa mấy đứa ơi. Trên máy tính chỉ có hai cái hay là ba cái trụ gì ạ. Bên này make the color kìa. Có nghĩa là gì vậy thầy? Có nghĩa là mấy cái màu phù hợp với nhau á. Chẳng hạn như là màu xanh này nè, thì chúng ta sẽ nói vô trụ màu xanh. Để đi kiếm ngoài này có trụ màu xanh nào nữa không nha mấy đứa. À đây, có một cái trụ màu xanh nữa nè. Vậy có nghĩa là màu nào nói vô màu đó đó thầy. Làm đi thầy, làm đi thầy. Màu đỏ nữa nè. Trời ơi, trên điện thoại mà còn khó hơn máy tính nữa. Ai dám chơi. Để thầy, thầy nói cái này vô cái đã. Có một tay à, nhưng mà cái này kéo không giới hạn hay sao mấy đứa ơi. Cái cánh tay này kéo không giới hạn quãng đường luôn nè. Rồi giờ đâu nữa. À đây, màu đỏ. Màu đỏ của chúng ta ở đây. Rồi bây giờ chúng ta làm với mấy màu còn lại luôn thầy ơi. Rồi kéo trụ màu xanh. Sáng hết rồi đó mấy đứa ơi. Ơi, ơi cái gì nó mở ra kìa. Hình như là phải đưa tay vô sao á. Không thầy ơi, không đưa tay đâu. Thầy đưa hàm răng vô đi, nó sẽ làm trắng răng cho thầy. Hoặc là thầy đi làm răng mới luôn. Tào lao nữa, đưa tay vô mới được. Đây, để thầy để tay vô nha. Khớp không? Không được. Đây, đó. Trời, cái tay của thầy nó bị quẹo quẹo sao á mấy đứa. Nhìn kỳ quá. Trời ơi, nguồn điện nó có lại rồi. Đồng nghĩa với việc là Hugi đã biến mất. Thèn. Thầy ơi, trong này trên điện thoại nó khác máy tính nha thầy ơi. Coi chừng nó sau lưng thầy nha thầy ơi. Em bớt hù lại đi. Thầy không có sợ đâu. Sao cái tay này bốc không được gì hết trơn luôn á. Chán thiệt á. Chỉ làm được nhiệm vụ thôi chứ ngoài ra không có bốc được cái gì trong cái công ty này hết trơn. Trời mấy đứa. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ... Ừ đúng rồi, đi đường này vô trong cái đường ống bị xì khói đúng không? Dạ đúng như vậy. Dạ chúng ta sẽ đi kiếm thêm cánh tay màu đỏ. Chơi này thì cũng bình thường, không có gì để sợ mấy đứa. Cứ tải Roblox về tạo tài khoản rồi kiếm Puppy Playtime mấy đứa vô trong này chơi. Đó vui lắm, thú vị lắm. Cái này có thể chơi 2-3 người, 3-4 người nữa nè.
tức là có gì đâu đáng sợ. Ôi!